Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy Mai Thị Thu làm Phó trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Hàng năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Khoa học và Công nghệ luôn được quan tâm. Công tác tuyên truyền phổ biến và chỉ đạo các nội dung liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trang thông tin điện tử của sở, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2021, đó là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua dân vận khéo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban dân vận Mai Thị Thu đánh giá cao việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời đề nghị sở tiếp tục triển khai kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.